chị á không nói được lời hay ý đẹp á thì chị về nhà đi, tự nhiên qua nhà em gì nói ba cái lời mà kỳ cục quá à. Thiệt thì... luôn á, chưa bao giờ mà thấy chị hay vậy luôn á. Kỳ gì em mới kỳ á. Tự nhiên chị đi qua đây chị có lòng tốt gì nói em nghe, giờ cái em đuổi chị đi vậy à? Ủa tình nghĩa chị em có nhiêu đâu hả? Tình nghĩa chị em, tại vì á em để cái tình nghĩa chị em nãy giờ em mới nghe chị á, chứ không hả gặp người khác là người khác hả sao đuổi chị đi rồi á. Trời đất ơi, thì đâu có cần gặp người khác đâu, bây giờ em cũng đuổi chị đi nè. Chị nói thiệt á, nhiều khi chị buồn dễ sợ, người ta nói sự thật thì mất lòng. Mình nói là cái lòng tốt thôi mà chị có gì đâu mà bực. Em phải hiểu được cái ý của chị nói chứ, chưa gì hết là em bực bội rồi. Cái sự thật mất lòng gì? Chị hai, em hỏi thiệt nha. Nào giờ có ai hỏi chị là... Sao? Chị có bị vô duyên không? Chưa, chưa ai mà nói chị vô duyên á. Chị nói thiệt em á, chị là một người rất hiểu chuyện nha. Vậy luôn hả? Ừ. Chưa ai hỏi luôn hả? Ừ. Chị em là người đầu tiên em xung phong luôn á, hỏi chị sao chị vô duyên vậy? Trời đất ơi. Thiệt trời luôn. Tâm ơi Tâm, chị nói thiệt á, chứ bao giờ hôm nay chị thấy em mà nổi quạo như vậy á. Chứ nữa, tự nhiên ngoài tự nhiên chù quẹo lum la hết trơn à. Chù quẹo đâu, chị chỉ nói cái chuyện vậy thôi chứ chù quẹo cái gì. Nói cái gì? Đang bực ông chồng á, tự nhiên chị qua dội thêm lửa vô nữa. À, hiểu rồi ha, thì ra là giận cá chém thớt ha. Tự nhiên giận chồng cái chị qua đây chị nói chuyện đó, cái đầu nổi đó lên cho chị à. Ủa đâu có đâu, giận cá chém thớt gì cũng tại chị không á. Ông chồng em là chuyện khác mà chị á, chị á tự nhiên chù bé mít. Mà bé mít là cái gì của em, là con của em, là cả cuộc đời của em. Mà tự nhiên chị chù cả cuộc đời của em làm sao? Vậy là chị sai rồi. Hay chưa, cái này không nói giận cá chém thớt gì nữa. Cái gì nữa? Cái này là cái chuyện nhỏ mà xé ra to rồi. Chị có nói cái gì mà chù quẻo đâu mà tự nhiên cái chuyện bé mít mà cả cuộc đời của em là sao? Chứ gì nữa? Tự nhiên con của em tự nhiên chị chù qua nó bị bệnh này bệnh kia tùm lum hết á. Mà trong khi nó đang khỏe mạnh có bị gì đâu. Thôi mệt quá, anh không nói chuyện với em. Trời ơi, vụ về. Chú Bảy. Ui cha. Dạ. Chú Bảy. Chào hai dạ, bước. Dạ chú Bảy. Cho vô ngồi đàm đạo được không? Dạ được. Dạ. Đi ngang qua nhà mà thấy hai đứa làm cái gì mà trò chuyện mà thiệt xin lỗi cả xóm nghe được hết luôn á. Vụ gì vậy? Dạ con mời chú Bảy. Rồi để ra đi. Rồi dạ. Chú. Trời ơi. Chị kể đi. Kể gì? Chứ gì nữa? Chị không kể em kể. Thôi để con nói cho chú Bảy. À biết rồi. Tức là bây giờ mấy con là định mua một số sầu riêng, rồi mua một số mít, rồi cân chia không đồng đều phải không? Gây lộn nhau với chị vụ ba trái cây mùa hạ hả? Trời ơi, đâu có đâu chú Bảy ơi. Trời, cái chuyện đơn giản thôi, là con chỉ chia sẻ về cái số mệnh về trái em cho bé mít, con của bé Tâm. À, mà không có nghe rõ gì hết trơn, rồi cái giận chồng. Giận cá chém thớt rồi cái bực con. À là con bé mít đó, rồi nó có những bệnh này bệnh kia. Rồi mình chia sẻ cho nhau. Dạ. Vậy mà nãy giờ cứ tưởng là định mở cửa hàng bán mít bán sầu riêng chứ. Ủa là chia sẻ là sao? Thì không phải là bé mít nó bị bệnh à. Mà là cái nhỏ em hỏi con dưới quê á. Rồi. Nó có một cái đứa con rồi nó cũng bị một cái bệnh. Mà cái bệnh đó con thấy nó cũng nguy hiểm, mà gần đây nó cũng phổ biến nhiều. Con nói là có thể là bé mít nó bị vậy thì hay không mà mình đi khám đi. Đúng rồi. Đó, có vậy không? Trời ơi, bé hai nói đúng rồi. Bây giờ con có con nhỏ, nhiều khi bé hai nó biết là bệnh này bệnh kia của trẻ em đó thì là thông báo cho con biết để con phòng ngừa. Đúng rồi. Nó phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Vậy là quá tốt, tự nhiên nghi ngờ bé hai vậy con đâu, nghĩ. Đâu, con có biết đâu. Nãy tự nhiên chị ào vô nói, trời em bé mít bị bệnh rồi đó. Bị gì mềm sụn thanh quản rồi đó em, coi chừng đó. Rồi, tự nhiên nói vậy à. Thì con phải tưởng là chị chù ẻo con của con. Thôi bây giờ trình bày sẵn đây chú cũng nghe luôn, thấy không? Nhà chú cũng có con có cháu. Dạ. Rồi thì nghe thì mình biết phòng ngừa là bệnh gì mềm mềm gì. Con nói là coi chừng bé mít nó bị bệnh như vậy đem đi khám, mà tại nghe không có rõ chứ đâu con đâu có muốn trù đâu. Thôi mà cái bệnh gì cái bệnh gì mà con nói gì sụn sụn mềm dạ. Mềm gì mềm sụn thanh quản. À mềm đó. Dạ mềm sụn thanh quản xem đâu nghe ghê vậy, đó là sao? Dạ cái bệnh đó là nó làm cho trẻ nó bị thở khò khè nè, bú khó nè, rồi hả trớ sữa, rồi sặc sữa, rồi có khi là bị chặn tăng cân nữa đó. Trời đất ơi, cái chuyện này người ta cảnh báo để mình biết, mình có con có cái mình phòng ngừa,
đằng này tự nhiên nói vô trù hẻo con cái gì của mình. Chị thấy bé Mít nó cũng hay bị bú khó rồi trớ sữa sặc sữa, rồi dạo này em nói là bé nó không có tăng cân nên chị sợ nên chị nói vậy thôi, chứ đâu phải là chị nói có bệnh đâu. Ai biết đâu tự nhiên kêu bé Mít bị bệnh rồi thì ai tưởng là chị trù. Bây giờ nói nghe, con nói cái bệnh đó đó phải không? Dạ. Nhưng mà bây giờ con có rành rẽ không? Rành rẽ thì trình bày hết đó, là để cho Tâm nó nghe rồi chú cũng nghe luôn. Dạ, nói chung là con cũng nghe được cái thông tin là nhiêu đó đó, với lại đó là phần là nếu như mà cái bệnh đó đó mà mình không có điều trị kịp thời nó sẽ làm bị tắc nghẽn cái đường dẫn khí đó, đó. Rồi nguy hiểm hơn nữa là nói chung là nguy hiểm đến cả tính mạng luôn. Ghê ấy, trời nguy hiểm vậy. Thôi bây giờ nói nghe, đường dẫn khí có nghĩa là cái hệ hô hấp mà nó không có hô hấp được thì nó nguy hiểm chứ sao không. Bây giờ mình phải gặp bác sĩ đó, tư vấn để mà giải đáp cho mình biết đấy, mà nếu mà có trường hợp đó không thì mình cũng biết cách chữa trị, còn thôi là mình cách phòng ngừa. Dạ đúng, đúng rồi đó. Trời cũng may chị nói rõ nha, chứ không tự nhiên giận chị ngang xương hơi bị vô duyên, em mới là người vô duyên. Vậy thôi chắc con phải đi tư vấn bác sĩ về cái bệnh mà mềm sụn thanh quản hả chị ha. Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Bác sĩ của bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Diễm Loan xin được đề cập với tất cả quý vị câu chuyện về sức khỏe của con trẻ quý vị nhé. Rất nhiều những bậc phụ huynh á, chúng ta nghe con của mình đôi khi khò khè hoặc là thở không có được thoải mái thì chúng ta vẫn hay cho là ồ trẻ con ấy mà, nắng mưa thất thường ấy mà, rồi sẽ tự khỏe thôi, không sao cả. Nhưng thưa quý vị, chúng ta sẽ có một cái căn bệnh mà quý vị cần phải quan tâm đặc biệt để có thể chăm sóc sức khỏe cho con, và khi thấy những cái triệu chứng tương tự thì quý vị nên cho con mình đi thăm khám, đó là căn bệnh mềm sụn thanh quản quý vị nhé. Và bây giờ thì nào, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần chia sẻ từ phía thạc sĩ bác sĩ Văn Thị Hải Hà. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình. Chào Diễm Loan, chào quý khán giả. Thưa bác sĩ, căn bệnh mềm sụn thanh quản nên được hiểu là căn bệnh như thế nào ở trẻ con ạ? Bệnh mềm sụn thanh quản đó là một cái bệnh lý bẩm sinh gặp ở trẻ sơ sinh. Đó là do cái bất thường về cái cấu trúc của cái giải phẫu cái vùng thanh quản. Các cấu trúc sụn, đặc biệt là cái sụn thanh thiệt hay gọi là nắp thanh quản đó, và cái một phần ở cái sụn phễu, làm cho cái cấu trúc này nó sẽ bị mềm yếu đi và nó sẽ sa vào đường thở, làm cho cái hẹp đường thở và gây ra cái tình trạng khó thở, gây ra tiếng thở khò khè ở trẻ em. Dạ, như vậy thì cái nguyên nhân sâu xa là do cái sự kết cấu tự nhiên của cơ thể hay còn nguyên nhân gì khác nữa ạ? Nguyên nhân của mềm sụn thanh quản á, thì bây giờ người ta đặt ra rất là nhiều giả thuyết, và trong đó người ta nghĩ chủ yếu đến là do cái rối loạn về chức năng của thần kinh chi phối cái vùng thanh quản này, thanh quản thượng thanh môn. Do cái nghĩ là nó sẽ làm thay đổi cái trương lực của cái thanh quản mình á, và cho cái dây thần kinh nó chi phối vùng này nó sẽ bị rối loạn về cái chức năng. Khi cắt ngang cái dây thần kinh thì cái đường kính của cái dây thần kinh nó to hơn so với bình thường. Như vậy thì cái triệu chứng nào để cho một người có thể nhận diện được rằng em bé có thể là đã mắc căn bệnh mềm sụn thanh quản ? Từ khi bé mới sanh ra thì bé sẽ có tình trạng là khò khè, khó thở từng đợt. Người mẹ có thể là, hoặc là gia đình có thể nghĩ là do bé bị hít phải nước ối hay là viêm mũi gì đó, nhưng mà khi mình khám bệnh thì mình sẽ không thấy có những cái vấn đề ở vùng đó, không có dịch tiết, cũng không có bất thường ở vùng mũi, hẹp cửa mũi v.v. Thì bé, đặc biệt là khi bé nằm bú hoặc là khi bú thì đã sẽ có tình trạng khó thở tăng lên, có thể tạo ra tiếng khò khè hoặc tiếng rít, và khi nằm ngửa thì nó sẽ tăng nhiều hơn và có thể gây ra những cái triệu chứng thêm nữa là phải thở co kéo, lõm lồng ngực v.v. Dạ, và với căn bệnh mềm sụn thanh quản này thì sẽ được chia ra làm những loại khác nhau như thế nào thưa bác sĩ? Tùy theo cái mức độ, mình có thể chia từ mức độ nhẹ, trung bình cho đến nặng. Mức độ nhẹ thì bé chỉ có nằm bình thường thôi, chỉ có khò khè tăng khi là có bé có tình trạng viêm đường hô hấp trên hoặc viêm thanh quản kèm theo thì có thể gây ra tình trạng khò khè, khó thở cho bé. Còn những cái bé hoặc là đến mức độ trung bình thì bé đã có tình trạng là khó thở khi mà bé bú. Đó, bé bú bé sẽ có những cái tình trạng khó thở nhiều hơn hoặc là khi nằm ngửa. Rồi còn tình trạng nặng hơn là có những cái đợt khó thở mà gây ra tình trạng tím tái, rồi có những cái cơn ngưng thở có thể vài giây hoặc kéo dài nhiều hơn đó, hoặc dẫn đến tình trạng là bé không có phát triển được, không có lên cân được đó, và có thể dẫn đến những cái tình trạng thêm là có những cái triệu chứng thêm là như có tình trạng trào ngược dạ dày thực quản cho bé. Đa phần là những cái bé mà mềm sụn thanh quản đều có cái tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Và với căn bệnh này nếu như không được tiến hành điều trị thì biến chứng về sau có nặng nề hay không ạ? Đối với cái bệnh này thì là bệnh sẽ nặng thường thường là từ 4 đến 8 tháng tuổi.
Nhưng mà sau đó thì khoảng từ 12 tháng tuổi cho đến 18 tháng tuổi thì bệnh nó sẽ lui dần dần. Tuy nhiên mình sẽ can thiệp điều trị ở những cái bé có tình trạng nặng, như chẳng hạn là có những cái đợt thở tím tái nè, có những cơn ngưng thở khi ngủ, hoặc là ảnh hưởng đến sự quá trình phát triển của bé. Mà đa phần những cái bé này có cái bệnh lý cái viêm mềm sụn thận quản á, thì nó sẽ có kèm theo những cái bệnh lý bẩm sinh khác như bệnh về tim hoặc là vấn đề ở trên não, mạch máu não vân vân. Dạ, và với căn bệnh này hiện nay y học đã tiến hành điều trị ra sao? Có khỏi hoàn toàn hay không thưa bác sĩ? Thường thường là sau từ 12 đến 18 tháng tuổi sẽ lui dần và trở nên về bình thường đó. Còn những trường hợp nào nặng thì mình phải can thiệp sớm, chẳng hạn như là sẽ phải phẫu thuật cho bé. Phẫu thuật thì mình sẽ làm cái phẫu thuật gọi là cái chỉnh hình thanh quản thượng thanh môn đó, để cho làm kéo cái sụn thanh thiệt trở về cho cứng, hoặc là làm cứng cái sụn thanh thiệt và là cắt cái nối giữa cái gọi là cái nẹp phễu thanh thiệt. Tại vì khi mà cái sụn thanh thiệt á, nó bị sụp ra sao đường thở và cái nẹp và phễu thanh thiệt nó bị ngắn đi, khi đó mình cắt rời ra để cho nó trở lại cái vị trí như bình thường. Với một cái cuộc phẫu thuật như vậy thì nó có phức tạp hay không ạ? Và bao lâu thì bé mới hồi phục lại như bình thường được ạ? Cái tùy theo cái độ tuổi của bé mà làm phẫu thuật. Tại vì thường thường đa phần nếu bé có triệu chứng mà nặng sẽ là gọi là những cái trẻ nhũ nhi, nhỏ thường thường đánh giá sau 2 tháng tuổi đó. Thì những cái trường hợp đó thì nó có những cái bệnh nặng kèm theo nữa. Cái phẫu thuật này nó sẽ tùy thuộc vào từng bé một. Mình có thể sử dụng những cái phương pháp như sử dụng tia laser nè để cắt hoặc đốt nè, hoặc là những cái phương pháp khác, dao plasma vân vân đó, để mình sử dụng mình cắt đốt những cái vùng đó. Nếu mà trường hợp mà bé quá nặng phải khó thở gấp liền, có thể là phải mở khí quản trước đó để mở một cái lỗ đây cho bé thở được, rồi bắt đầu mình mới xử trí được cái vùng ở trên. Dạ, và nếu bé đã từng trải qua một cái ca phẫu thuật như vậy để chỉnh hình lại thì sau này lớn lên có còn những cái tì vết hay là những cái biến chứng hậu phẫu thuật mà cần phải quan tâm chăm sóc cho đến khi trưởng thành không ạ? Vì khi mình can thiệp vô vùng đó, tất nhiên là mình sẽ cũng sẽ có những cái bất lợi cho bé. Chẳng hạn như cái thanh thiệt lúc đó, cấu trúc của thanh thiệt của mình bình thường á, là nó chỉ đóng lại vào cái thanh quản khi mình nuốt để cho thức ăn không tràn vào cái đường thở của mình. Và khi giờ nếu mà mình đã làm cứng cái thanh thiệt rồi thì khi bé nuốt á, thì có thể là không đóng kín lại, có thể gây hở cái chỗ thanh quản cho bé, có thể gây cho bé nói chuyện hơi khó, hoặc là có thể bị sặc cái thức ăn vào trong cái đường thở cho bé sau này. Như vậy thì mình sẽ cần thêm những cái biện pháp, chẳng hạn như bé sau lớn mình sẽ hướng dẫn cho người mẹ, gia đình cho bé những cái cách ăn uống như thế nào, chế độ ăn uống để cho phù hợp với bé. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về một cái căn bệnh mà như chúng tôi cũng đã được lắng nghe từ đầu chương trình cùng với tất cả quý vị. Đó là căn bệnh này do bẩm sinh, vừa sinh ra là con trẻ cũng có thể đã có bệnh rồi. Vì vậy mà chúng ta sẽ không phòng được ngay từ đầu. Nhưng chúng tôi hy vọng là thông tin từ chương trình sẽ giúp cho các bố các mẹ chúng ta phát hiện triệu chứng của con. Nếu như có thì chúng ta ngay lập tức nhờ sự can thiệp từ bác sĩ để điều trị cho con càng sớm càng tốt, tránh những cái hậu quả về sau. Xin được chân thành cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình sáng mai.